Huyền thoại Steven Gerrard hiện đang là huấn luyện viên của câu lạc bộ Rangers. Mới đây, anh đã thừa nhận đang rất háo hức để có thể trở lại dẫn dắt Liverpool để có thể đối đầu với Frank Lampard cùng Jose Mourinho. Chia sẻ với Daily Mail, Gerrard cho biết: "Tôi rất ngưỡng mộ Frankie. Anh ấy đang tự tin dẫn dắt một đội bóng lớn như Chelsea tại giải đấu hàng đầu thế giới mà không được bổ sung người ở các kỳ chuyển nhượng. Tôi nghĩ rằng Frankie cũng rất muốn đối đầu với tôi trên bàn ghế huấn luyện. Nhưng ngoài anh ấy, tôi còn muốn trở thành đối thủ của Jose Mourinho." Được biết, Gerrard có mối quan hệ nhiều tranh cãi với Lampard và Mourinho khi còn thi đấu. Gerrard giải nghệ vào năm 2016 và đi theo nghiệp huấn luyện gần như cùng thời điểm với Lampard. Anh đã gây ấn tượng khá tốt tại Rangers và hy vọng một ngày nào đó anh có thể trở thành huấn luyện viên của Liverpool như cách mà Lampard đang làm tại Chelsea. Do sự bùng phát của dịch Covid-19 tại Ý, trận đấu giữa Inter và Sampdoria dự kiến diễn ra vào đêm nay buộc phải hoãn lại. Được biết, Italy là quốc gia mới nhất phải chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh này khi đã có 79 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona, trong đó bao gồm một cầu thủ nghiệp dư. Ngoài màn so tài giữa Inter và Sampdoria, hai trận đấu còn lại Atalanta và Sassuolo cùng Hellas Verona và Cagliari cũng rơi vào tình trạng tương tự. Dù vậy, một số trận đấu khác như Genoa gặp Lazio, Torino đối đầu Parma hay Roma Lecce vẫn đang trong trạng thái bỏ ngỏ, chưa biết có hoãn hay không. Như vậy, Inter sẽ không thể ra sân để hy vọng thu hẹp cách biệt về mặt điểm số với Juventus. Điều này có thể ảnh hưởng không nhỏ tới Nerazzurri trong cuộc đua vô địch, cả về mặt tâm lý lẫn thể lực, khi khả năng cao họ sẽ phải chơi một trận đá bù vào giữa tuần. Theo ESPN, câu lạc bộ Vissel Kobe của Iniesta đã yêu cầu cổ động viên không được hò reo hay hát cổ động hay vẫy cờ trong trận đấu khai màn giải League One với Yokohama. Cũng theo thông báo trên trang chủ câu lạc bộ, những cổ động viên bị cảm hoặc có triệu chứng cúm được yêu cầu ở nhà, trong khi những cổ động viên khỏe mạnh phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sạch trước khi vào sân vận động. Ban tổ chức J-League khẳng định họ có thể dời lịch thi đấu nếu cần thiết để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19. Trước đó, tại AFC Champions League, nhiều câu lạc bộ cũng kiểm soát nghiêm ngặt lượng cổ động viên vào sân. Sau một khoảng thời gian nghiên cứu màn hình các trận đấu gần đây của đội tuyển nữ Australia, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã tìm ra phương án để tuyển nữ Việt Nam có thể phần nào khắc chế hoặc nôm na là giảm sự nguy hiểm từ đối thủ. Chia sẻ trước truyền thông, huấn luyện viên Mai Đức Chung nói: "Chúng ta sẽ chơi chuyền bóng, di chuyển linh hoạt. Với những đường bóng bổng của họ, chúng ta phải cố gắng áp sát người nhanh nhất có thể. Mặc dù với thể hình, đối thủ có lợi thế hơn, nhưng nếu chúng ta nhảy, tì tựa trên khoảng không thì sẽ không phạm lỗi và không phạm luật." Được biết, vào ngày 6 và ngày 11 tháng 3, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với tuyển nữ Australia theo thể thức lượt đi và về thuộc khuôn khổ vòng playoff trận vé giữa Olympic Tokyo. Đáng chú ý, Australia được đánh giá là tuyển nữ mạnh nhất châu Á khi liên tục có những chiến thắng ở vòng loại trước đó. Vào hôm qua, câu lạc bộ Johor Darul Ta'zim đặt trụ sở tại Malaysia đã có một buổi lễ khánh thành sân vận động mới với sức chứa 40.000 chỗ ngồi. Ngôi nhà mới của câu lạc bộ này có tên là Sultan Ibrahim và được thiết kế dựa theo hình dáng của lá chuối. Sân vận động này được thi công vào năm 2016 và hoàn tất sau 4 năm. Đây được xem là một trong những sân bóng đá hiện đại nhất Malaysia. Mặt sân Sultan Ibrahim được trang bị một lớp cỏ tự nhiên do FIFA phê chuẩn và có hệ thống thoát nước quy mô lớn. Để tạo độ sống động cho các trận đấu, sân vận động có chi phí hơn 45 triệu đô la Mỹ này còn gắn hệ thống đèn LED và chiếu sáng nhiều màu. Theo AFP, buổi lễ khánh thành sân nhà mới của Johor Darul Ta'zim sẽ có sự góp mặt của nhiều thành viên thuộc chính quyền bang Johor và 10.000 cổ động viên. Mở màn cho buổi lễ là màn trình diễn pháo hoa hoành tráng kéo dài 15 phút. Sau 7 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, rạng sáng nay Heerenveen có cơ hội chấm dứt chuỗi kết quả tệ hại khi họ chỉ phải tiếp đón đội áp chót trên bảng xếp hạng là Ado Den Haag. Đây cũng là dịp để người hâm mộ kỳ vọng rằng hậu vệ Đoàn Văn Hậu có thể được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định trên sân. Tuy nhiên, sau 90 phút thi đấu với kết quả hòa nhọc nhằn cho Heerenveen vì bị dẫn trước 2-0, Văn Hậu một lần nữa không được ra sân. Đáng chú ý, đây đã là trận thứ 19 mà Văn Hậu không được ra sân tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Tính trên tất cả các mặt trận, Hậu chỉ được ra sân đúng 1 phút trong tổng số hơn 2.200 phút ở đội 1 của Heerenveen. Heerenveen chỉ còn đúng 10 trận nữa mùa giải năm nay. Lúc này, Văn Hậu mới chỉ được thi đấu thường xuyên ở giải dự bị cùng với đội trẻ John Heerenveen với tổng số 6 trận và trên 500 phút.